Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và ở đây thì mình đang có Huawei E9 Prime 2019, một sản phẩm mới được Huawei họp báo cho ra mắt vào buổi sáng ngày hôm nay. Thì như bạn đang thấy ở trên tay mình đang cầm là một phiên bản màu xanh. Chúng ta cũng sẽ có nắp lưng được chia ra làm hai mảng, một mảng sáng và một mảng tối hơn. Thì nó sẽ tạo ra một sự tương phản như Huawei đã công bố. Và ở trên mặt lưng này cũng sẽ được làm bo cong để giúp cho các bạn có một cảm giác cầm nắm là dễ chịu và mềm mại tay hơn. Mặt lưng này sẽ vẫn là nhựa và chúng ta cũng sẽ có khung viền là nhựa cho các bạn. Trên đây thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có bộ 3 camera với độ phân giải camera chính là 16 megapixel của độ f1.8. Chúng ta có camera góc siêu rộng là 8 megapixel của độ f2.4 và cuối cùng là camera đo độ sâu trường ảnh 2 megapixel và khổng độ của nó cũng sẽ là f2.4. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là với chiếc Huawei E9 Prime này, nó vẫn sẽ được đi theo một cái xu hướng mà những chiếc smartphone khác hiện nay đang theo đuổi. Đấy là xu hướng về camera góc rộng. Từ đó thì các bạn đi ra ngoài, các bạn muốn chụp hình ở bất cứ nơi đâu, các bạn muốn lấy góc cạnh như thế nào thì các bạn vẫn có thể là dễ dàng để có thể là thu chọn lại được toàn bộ những thứ mà các bạn đang thấy. Rất là thú vị đúng không? Ở trên chiếc máy này thì bạn sẽ thấy rằng đây sẽ là chiếc máy đầu tiên của nhà Huawei được mang cái thiết kế màn hình tràn toàn bộ, không khiếm khuyết, không tai thỏ, không giọt nước, cũng như là không có bất kỳ một cái gì trên màn hình cả. Bởi vì là nó sẽ được Huawei mang lên đây một camera pop-up với độ phân giải là 16 megapixel. Và tất nhiên một sản phẩm đến từ nhà Huawei thì camera trước cũng sẽ có rất nhiều thứ để cho các bạn có thể là sử dụng, ví dụ như làm đẹp, ví dụ như portrait mode. Với chiếc Huawei E9 Prime 2019 này thì đây cũng là chiếc máy tầm trung đầu tiên của Huawei được mang lên cái tính năng đấy là chụp đêm, mang từ những cái chiếc máy như là Huawei Mate hay Huawei P đưa xuống. Ở mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình tràn toàn viền như mình đã chia sẻ, và nó sẽ có kích thước là 6.59 inch, độ phân giải là Full HD Plus, chúng ta sẽ có tỷ lệ là 19:5:9. Với màn hình này thì tất nhiên các bạn không có cái gì che khuất cả, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm đấy là toàn vẹn hơn. Chúng ta khi mà xem YouTube có scale lên cũng không lo vấn đề nó bị che khuất bất kỳ một phần nào cả. Đây là một trong những thứ mà mình đánh giá rất cao cho chiếc Huawei E9 Prime này. Góc nhìn cũng rất tốt. Có một cái điểm mà có lẽ các bạn quan tâm nhiều ở trên những sản phẩm Huawei gần đây, đấy là về việc nó có được sử dụng Google Play hay không, và cũng như là về sự hỗ trợ của nó ra sao. Thì Huawei cũng đã công bố rằng là những sản phẩm của họ đang bán trên thị trường thì chắc chắn vẫn sẽ được cập nhật bình thường và vẫn có thể sử dụng được những cái tính năng về Google hoàn toàn bình thường. Ở đây thì như đây mình đang có sẵn đấy là Wi-Fi, thì mình sẽ đi vào thử YouTube cho các bạn xem. Chúng ta vẫn có thể là vào bình thường, vẫn update các thứ. Đây đang update app ở CF Play. Nếu các bạn có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn sử dụng sản phẩm này. Với Huawei E9 Prime thì nó cũng sẽ được trang bị thêm một thứ nữa mà có thể giúp ích cho các bạn rất nhiều, đấy là về anten. Thì anten trên nó sẽ là anten toàn phần chứ không phải anten 4 phần nữa. Từ đấy khi mà các bạn đi vào những vùng yếu sóng thì chiếc máy vẫn mang lại cho các bạn một khả năng bắt sóng nó ổn định hơn so với những chiếc smartphone khác đang có mặt trên thị trường. Còn về phần cứng của Huawei E9 Prime 2019 thì chúng ta sẽ có con chip là Kirin 710F, chúng ta có 4GB và chúng ta có 128GB nhớ trong. Với con chip Kirin 710F này thì nó sẽ là một con chip phát triển lên từ con chip 710 để giúp cho các bạn tiết kiệm pin hơn. Nhưng song song với đó thì mình thấy cái bộ nhớ RAM của nó vẫn hơi ít, 4GB mình thấy bây giờ là nó đã không còn đủ cho một chiếc máy tầm trung nữa rồi. Nên là giá như chiếc máy này có 6GB thì nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm là ok hơn. 4GB thì đa nhiệm sẽ hơi kém một chút. Còn về pin của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có quả pin là 4000 mAh. Với 4000 mAh thì mình thấy cũng khá là ok, bởi vì là trước đây một số sản phẩm của nhà Huawei có quả pin 4000 cũng có thể là đáp ứng tốt chúng ta sử dụng trong vòng một ngày. Nên là mình nghĩ rằng là chiếc máy này cũng sẽ đáp ứng cho bạn một nhu cầu là tương tự như vậy. Và trên đấy là video mình trên tay chia sẻ với các bạn về chiếc Huawei E9 Prime 2019. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía dưới bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.